Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tức của chúng tôi. Sinh tử con người là có số, con người khi chết đi cũng không được yên thân. Câu chuyện oái âm, người con dâu có hành động kỳ lạ khi mọi người hạ huyệt bố chồng khiến ai cũng đặt câu hỏi. Đáng chú ý hơn là anh viên này nhắm về mục tiêu không cho việc chung cất xảy ra. Vậy chi tiết câu chuyện đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Bố mẹ qua đời để lại chút tài sản cho con cháu thừa kế là điều không còn xa lạ đó giờ. Tuy nhiên, cũng vì điều này, nhiều trường hợp mâu thuẫn xích mích, thậm chí bất chấp máu mủ ruột thịt mà lao vào hỗn chiến. Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video clip ghi lại cảnh một đám tang đang được tổ chức ở nghĩa trang. Gia đình vừa chuyển quan tài của người mất đến đây và chuẩn bị đưa vào trong hầm mộ. Bất ngờ, một người phụ nữ xông đến và ngồi chặn ngay trước cửa hầm mộ và liên tục khóc lóc, thậm chí chửi bới bằng những lời lẽ khó nghe. Người này là con dâu của người đàn ông đã khuất. Cô con dâu còn đe dọa những người anh em khác. Nếu như không đưa tiền ra thì cô nhất quyết không rời đi để quan tài được chôn cất xong xuôi. Hóa ra, người đàn ông quá cố có 4 người con trai và cô này là cô con dâu cả của ông. Tuy còn sức khỏe, nhưng hai vợ chồng không chí thú làm ăn, chỉ thích sống dựa dẫm. Lúc bố chồng lâm bệnh, cô cũng không thèm ngó ngàng, hỏi thăm lời nào. Nhưng khi ông qua đời thì chỉ chăm chăm nhắm đến mảnh đất mà ông đang giữ. Người bố chồng cũng đã bán mảnh đất này đi, trừ đi chi phí thuốc thang và lo liệu ma chay thì còn lại một ít tiền. Ông cũng chia phần tiền này cho các con. Tuy nhiên, do vợ chồng của người con trai cả sống quá bạc bẽo, không quan tâm khi ông liệt giường, nên khoản thừa kế của hai người ít hơn những người còn lại. Đã không chu toàn bổn phận với bố mẹ lúc về già, cô con dâu còn đổi lòng tham, cảm thấy ấm ức khi không được chia tiền nhiều nên mới quấy rối ở nghĩa trang. Cô cũng đưa ra yêu sách, nếu mọi người không chi 1,1 tỷ đồng, cô nhất quyết không rời đi cho mọi người chôn cất người quá cố. Thuyết phục không được, ba người con còn lại của ông cụ đã gọi công an đến giải quyết và đám tang đã được diễn ra. Nhiều người tỏ ra ngao ngán, bức xúc khi theo dõi đoạn clip trên. Không ngờ vì đồng tiền mà con người hành xử lố lăng, bất chấp đạo nghĩa như vậy. Đồng tiền vạn năng, người xưa đã bảo thế, ý nói vai trò của đồng tiền trong đời sống hàng ngày. Đa phần, mọi chuyện đều cần đến đồng tiền như mua sắm, duy trì, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, tiền cũng thường đi liền với bạc, bạc trong bạc bẽo. Rõ ràng, câu chuyện trên khiến người ta thêm rõ sự bạc bẽo trong cách đối đãi của con cái với cha mẹ. Chỉ nghĩ đến lợi ích mà quên mất bổn phận phụng dưỡng. Đồng tiền còn khiến anh em chia rẽ. Có vụ anh em trong nhà sát phạt lẫn nhau cũng chỉ vì miếng đất hay chút tiền thừa kế, đụng đến quyền lợi. Có mấy ai còn nghĩ đến hai chữ tình nghĩa mà dạng bản thân cư xử hợp tình hơn. Tiếp theo là vụ án giết người dã man cùng hành trình truy bắt kẻ người rừng. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 12, người dân điểm làng Cư Grey thấy bà Đinh Thị Bo, sinh năm 1966, mang theo gùi và dao đi một mình lên rẫy mì ở khu vực chân núi thuộc lô số 42, khoảng 3, tiểu khu 753, lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp IA3 quản lý. Đến chiều hôm sau, dân làng thấy bò của bà Bo đi lang thang không ai chăn dắt, sợ bà Bo gặp chuyện chẳng lành nên tổ chức lên núi tìm kiếm. Mọi người vừa hú gọi, vừa chia nhau tìm cho đến khi tối mịt mà không thấy bà Bo nên đành quay về. Gần 11 giờ 50 ngày 12 tháng 12, khi mọi người trở về làng ăn cơm, thì ông Đinh Nhấp, cha làng Chư Cray, phát hiện một vài cành cây ở khu vực rẫy nhà bà Bo bị héo bất thường nên đã nắn lại xem xét. Ông Nhấp đi theo dấu vết khoảng 30 mét thì thấy có dấu vết đất mới bị đào bới dưới một bụi le. Điều làm ông kinh hãi là ai đó đã di chuyển 3 cục đá ở các vị trí xung quanh đến đặt trên phần đất này. Ông Nhấp cuống cuồng chạy về báo tin, các làng nhanh chóng có mặt. Con trai bà Bo trung trung bê đá ra khỏi đống đất, đào lên một chút thì bàn tay phải đã lộ ra. Thấy hai chiếc vòng kim loại quen thuộc trên cổ tay nạn nhân, người con trai đau đớn nhận ra đây chính là mẹ mình. Lúc này, ông Nhấp đã bình tĩnh khuyên người nhà bà Bo và dân làng giữ nguyên hiện trường để báo cơ quan công an. Sau cái chết thương tâm của bà Bo, người dân điểm làng Chư Cray không dám lên rẫy, còn nhờ cán bộ công an hộ tống đưa gia súc gia cầm về làng. Nhưng các điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Công Trờ Ro và Công an xã Đắc Bờ Phò vẫn kiên trì bám trụ rẫy để truy tìm đối tượng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, nhưng vết cắt ở cổ làm đứt khí quản, thực quản là nguyên nhân chính gây tử vong. Vết thương tại hiện trường cho thấy nơi án mạng xảy ra và nơi phát hiện thi thể không cùng một địa điểm. Các nhân chứng khai, bà Bo sống ở địa điểm làng Chư Cray từ nhiều năm nay, không có mâu thuẫn, thủ tức với ai. Từ lúc nạn nhân rời khỏi làng cho đến khi phát hiện chết trên núi, không ai thấy bà Bo, đồng nghĩa với việc không có thông tin về việc bà lên khu vực nào, gặp gỡ ai trong khoảng thời gian này.
Mặc dù manh mối về đối tượng khá mù mờ, nhưng qua sàng lọc, lực lượng công an nhận thấy nổi lên đối tượng Đinh Crom, sinh năm 1993, cùng trú tại Chư Cray, xã Đắc Bơ Phò, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thiếu tá Phan Huy Giang, điều tra viên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết, Đinh Cơn có gia đình ở làng Chư Cray nhưng lại bỏ lên núi sống lạc thang hơn 6 tháng nay. Anh ta thường đi săn bắt, bẫy chuột hoặc lấy trộm thức ăn tại các chòi rẫy gần khu vực Bà Bo gặp tai nạn để sống qua ngày. Khi chúng tôi tìm đến nơi ở của Cơn để mời về làm việc thì gã người Trần này vắng mặt. Một số người thấy đối tượng đi sâu vào trong núi. Lực lượng cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được tại hiện trường. Kết quả giám định ADN cho thấy, ngoài vết máu còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của Đinh Cơn. Xác định Cơn chính là hung thủ của vụ án mạng, nhưng việc bắt đối tượng này không hề đơn giản. Vì Cơn ở trên núi đã lâu, quen thuộc địa hình, nhiều lần cắt đuôi trinh sát. Sau hơn một tuần truy tìm đối tượng không thành, lực lượng công an đã đổi chiến thuật giữ Cơn ra khỏi nơi ẩn nấp. Khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 12, một thanh niên đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, láng váng định đi xin đồ ăn ở một chòi rẫy nơi một nhóm thanh niên người Pana đang nhậu. Bất ngờ, các trinh sát hình sự đã xuất hiện, nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ không thể chối cãi, Cơn đã cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, vào chiều ngày 10 tháng 12, thấy bà Bo đang đào chuột đồng ở cửa hang nơi Cơn đang đặt bẫy. Cơn đến hỏi thì bà Bo không trả lời mà tiếp tục cuốc. Đối tượng đến gần hơn, to tiếng hỏi thì bà Bo giơ cuốc hăm dọa. Không may, trúng tay của Cơn chảy máu. Đối tượng tức giận, lấy khúc cây gần đó đập vào đầu của nạn nhân đến khi bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó thấy bà Bo còn sống, hắn lấy con dao, cắt nhát vào cổ của nạn nhân, đem thi thể đến vị trí khác, vùi lấp xuống đất để phi tang, đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Hay tin lực lượng công an bắt được đối tượng giết người, người dân điểm làng Chư Cray như trút được gánh nặng. Ông Đinh Nhấp, người đầu tiên phát hiện địa điểm bà Bo bị vùi lấp nói, ai cũng hoang mang lắm, không dám đi đâu một mình. Phải có công an hoặc chỗ đông người mới đi. Bây giờ công an bắt được thủ phạm thì yên tâm hơn rồi. Mong kẻ ác sẽ sớm bị trừng phạt. Ngày 21 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra gần chân núi thôn 4, xã Đắc Bơ Phò, huyện Công Trờ Ro. Kết quả thực nghiệm hiện trường cho thấy phù hợp với lời khai của kẻ sát nhân tàn độc. Giết người là một tội danh tàn ác. Trời không dung đất không tha, ai cũng có quyền được sống. Cớ sao chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà cướp đi sinh mạng của người khác? Sự việc trên đúng là gây căm phẫn vì cả sát nhân quá xem thường mạng sống của con người. Đối với trường hợp này, cần phải có biện pháp răn đe thích đáng, đúng người đúng tội. Ở câu chuyện này, nhiều người cho rằng cả sát nhân trên rõ ràng không nhận thức được tính nghiêm minh của pháp luật, không hiểu được mạng sống con người quý giá thế nào, nên cần phải cho gã một cơ hội để nhận thức lại được đúng sai. Tuy nhiên, trái với ý kiến này, không ít người bày tỏ cần phải loại bỏ hẳn đối tượng này ra khỏi đời sống xã hội, tránh đem lại nguy hiểm cho con người. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.